Em là Phạm Vũ Thái Minh, năm nay em mới 18 tuổi và em vừa hoàn thành chứng chỉ 7 tại Phoenix. Em rất vui khi được tham dự cái buổi lễ tôn vinh ngày hôm nay ạ. Từ khi vào Phoenix thì là em rất là thích được học ở Phoenix, tại vì ở đây em được gặp rất nhiều các anh chị giỏi và các những người mentor giỏi ạ. Đây có phải là cái điều mà em thích nhất ở Phoenix không? Cái trải nghiệm mà em thích nhất ở Phoenix có phải là cái điểm là có đội ngũ mentor hỗ trợ em trong quá trình học không ạ Minh? Dạ, vâng, thì là ngoài việc học Phoenix thì là ngoài việc là em được tiếp cận với những người rất là giỏi, mặc dù bình thường mà học ở các nơi bình thường là sẽ không tiếp cận được, thì ở đây em được tiếp cận với những người giỏi. Ngoài ra ở Phoenix em còn được học cách tự học ạ, được cách trường dạy cho em cách search Google, cách để tự học thêm kỹ năng mới, và em cảm thấy kỹ năng này rất là có ý nghĩa và rất cần thiết cho em ạ. Là một Và hành cũng nhờ trang cho để các em bạn có ạ. thể học bất kỳ môn học gì đó. Vâng ạ. Đấy. Ok, rồi Minh là vừa chị được biết là em vừa hoàn thành chứng chỉ 7, đồng thời mình cũng vừa tốt nghiệp cấp 3. Lúc mà bắt đầu vào học Phoenix là Minh là bắt đầu học lớp Em 10 đúng không nhỉ em vâng ạ, đầu lớp 10 ạ. nhỉ? Học lớp 10 và sau khi mà hoàn thành cấp 3 thì mình cũng đã hoàn thành luôn cái chương trình học ở Phoenix rồi. Chị vẫn còn nhớ cái hình ảnh hồi xưa là một cậu bé rất là nhỏ thôi, Nó nhỏ và con thấp, vậy mà sau khi hoàn thành xong thì hoàn thành xong chương trình học của Phoenix thì đã trở thành một chàng trai rất là đẹp trai và cao to. Mình có thể chia sẻ thêm là trong cái quá trình vừa học cấp 3 như vậy và lại vừa song song với việc hoàn thành cái chương trình học ở Phoenix, em đã gặp những khó khăn gì và em đã sắp xếp cái thời gian như thế nào để họ có thể hoàn thành được tốt được cả hai chương trình? vâng ạ, thì là khó khăn lớn nhất đối với em khi mà em vừa phải cân bằng giữa việc học ở trên lớp, học cấp 3, lớp 10, lớp 11, lớp 12, và đồng thời lúc đó là học Phoenix, thì là em nghĩ là em cần phải tự luyện được cho mình khả năng sắp xếp thời gian ạ. Và em cảm thấy đây điều đó rất là khó ạ, và đòi hỏi em phải tự sắp xếp thời gian bản thân của mình hợp lý ạ. Thì là học Phoenix thì là em bình thường em học em không hiểu cái gì thì em sẽ tự search Google trước, và nếu mà em vẫn không hiểu thì em sẽ bắt đầu hỏi mentor, bắt đầu từ cái từ khi em biết được là có cái coaching ấy, thì là em sử dụng coaching suốt ấy. Em mấy lần em call với mentor thì là em thì kiến thức của em sẽ được lên rất nhanh so với cả việc là mình tự học ấy. Thì là mình sẽ cần sử dụng một cách triệt để công cụ là hỏi mentor và coaching ạ. Ngoài những công cụ mình phải sử dụng triệt để, đấy là quyền lợi của mình đúng không? Đấy là một trong những cái tip để chia sẻ cho các bạn học viên. Mỗi bạn học viên chúng ta đều có cơ hội là hỏi mentor này, chúng ta được coaching. Các bạn hãy tận dụng triệt để điều đấy. Thì trong cái quá trình từ chứng chỉ 1 đến chứng chỉ 7, Minh thấy cái chứng chỉ nào mà em khó vượt qua nhất, tốn nhiều thời gian công sức nhất, rồi cần nhiều sự hỗ trợ nhất? Dạ, vâng, em thưa chị là em thấy là chứng chỉ 5, vâng, chứng chỉ 5 là đối với em là chứng chỉ khó nuốt, khó nhai nhất ạ. Chứng chỉ đấy em đã lúc em đang học chứng chỉ 5 thì em học được một thời gian, môn bài assignment khó quá, nản quá, em thử em thử 1 tuần, vẫn 2 tuần vẫn chưa làm xong nổi một bài assignment. Em coaching mentor phải 2 3 lần em vẫn chưa làm được gì cả. Thế rồi, làm sao để mình có thể hoàn thành được? Thế là sau đấy em tự nhiên lại, trong một lúc mà em đang làm bài xem, em đọc kỹ lại để tự nhiên em tinh một cái, em ra là thì ra đây là cái điểm mình đang thiếu, là mình bị bỏ qua. Thế là từ đó là em làm được cái bài assignment đấy. Và vâng, đấy là một kỷ niệm rất là khó quên đối với em, là môn dù là các môn nào thì là các môn ở chứng chỉ 5 đối với em vẫn là khó nuốt và khó nhai nhất. Ngoài những cái việc về học tập ở Phoenix thì chị được biết là mình cũng tham gia rất là nhiều những cái cuộc thi đúng không? Cuộc thi hackathon thì mình có thể chia sẻ thêm cái trải nghiệm, kinh nghiệm của em cho các bạn khi mà tham gia cuộc thi đấy được không? Vâng ạ. Thì là ở Phoenix thì là năm năm kia em có tham gia cái FPT Edu Hackathon của trường của FPT đến với trường mình. Thì năm đó là team Lerman bao gồm có em, bạn Đình Anh, bạn Linh với cả anh Nguyên, anh Hoàng Trung Nguyên.
thì là tham gia và cuối cùng cả team cả nhóm được giải ba. Ui, lúc đấy em cảm thấy rất là vui, nên là em chưa bao giờ đạt được một cái gì mà nó to như thế. À, lúc đấy em rất là vui. À, xong rồi bắt đầu là đến năm đầu, mới đầu năm nay thôi, là khoảng tháng 1, tháng 2 năm nay thì là cả nhóm lại quyết định là công phá lần nữa và được giải ba. Năm nay cũng được giải ba. Và cái chính là để lại những kỷ niệm rất là vui. Ok, xin cảm ơn Minh rất là nhiều về những cái chia sẻ của em. Hy vọng những cái hành trang khi mà em học ở Phoenix sẽ có thể là tiếp tục, em có thể mang theo, tiếp tục trên cái chặng đường tiếp theo của mình. Minh có thể chia sẻ thêm một chút là cái dự định sắp tới của em khi mà học xong Phoenix rồi, cũng đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, thì cái con đường tiếp theo của mình sẽ là gì nhỉ Minh nhỉ? Minh chia sẻ thêm một chút được không? Vâng ạ, em theo chị thì là con đường gần sắp tới đây thì là em nghĩ là em sẽ xin em sẽ đi thực tập, em đi thực tập là tại F-Shop, và sau đó là em sẽ bắt đầu là tìm kiếm việc làm và vươn ra nước ngoài. Ok, rồi xin cảm ơn Minh và chúc em thành công với cái dự định của mình nhé, và đạt được Dạ nhiều vâng, nhiều em cảm ơn nhiều cái chị bước ạ. tiến hơn nữa.